Châu và Két Bản Xanh Lưu Xá Lợi. Vào năm 1980, tại Phúc Kiến, có một cậu bé chăn trâu nói với con trâu rằng: "Ngày mai mày sẽ bị bán cho người làm thịt." Con trâu lập tức chảy nước mắt và quỳ hai chân trước xuống. Cậu bé chăn trâu nói cho cha mẹ và mấy người quan chức địa phương đến xem. Sau đó, trâu quỳ xuống và xin được tha mạng. Mọi người đều thương xót, quyên góp một số tiền để mua con trâu đó và đưa trâu đến một tu viện để phóng sanh. Sau khi trâu đến tu viện, trâu rất thích nghe giảng kinh và lạy Phật. Mỗi khi thấy những người tại gia đến tu viện, trâu thường lại cảm ơn họ. Vào cuối cuộc đời, trâu biết trước giờ mất. Nó đi chậm chạp ra đồng và nằm xuống. Sau nửa ngày thì trâu vãng sanh. Đó là vào ngày 13 tháng 10 âm lịch năm 1993, trâu được chôn tại chỗ nó mất. Vào năm 1987, một con két lông xanh, mỏ đỏ, Tử Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, được mang đến chùa Bảo Đậu ở Nội Mông. Bởi vì con két này ngu si, không nói tiếng người được và mổ cắn vào những người tìm cách huấn luyện nó, nên là con két này ít được ai ưa thích. Cuối cùng con két được đem cho lão cư sĩ họ Vương để nuôi. Cả nhà cư sĩ họ Vương đều là Phật tử thuần thành, ưa thích đủ loại động vật và thú vật nhỏ. Họ nuôi trong nhà nhiều chó, mèo, dê, bồ câu bị người ta ruồng bỏ. Sau khi con két vào gia đình này, nó nghe băng niệm danh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát được mở suốt ngày và tánh tình của nó trở nên dịu hiền hơn. Nhiều tháng sau, con két mà trước đây không học nói được gì cả nay bắt đầu niệm danh hiệu Phật. Nó niệm: "Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 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 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Phật, vân vân." Giọng của nó rất rõ ràng và dễ nghe. Thường nó nói thêm: "Niệm Phật lẽ lên, anh niệm Phật, anh là tên riêng của nó, anh niệm Phật đi." Mỗi ngày khi chủ của nó tụng kinh sáng và tối, con két thường đi theo. Bất cứ khi nào có người tụng kinh hay niệm Phật trong Phật đường của nhà họ Vương, nó đều tham gia. Ngay cả khi chủ của nó niệm thầm trong tâm, con két cũng biết và niệm lâu giống như chủ. Điều kỳ lạ nhất là ngoài việc niệm danh hiệu Phật, không ai có thể dạy nó nói điều gì khác. Gia đình họ Vương đón tiếp nhiều người đến nhà cùng tu tập với nhau và hàng ngày có nhiều tiếng nói chuyện trong nhà. Tuy nhiên, con két không bao giờ học những câu thông thường như "ông khỏe không, xin mời ngồi" là những câu người ta cố gắng dạy nó. Nó chỉ nói: "Niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật." Một ngày nọ vào tháng 5 năm 1998, con két bị cái gì đó làm cho sợ sệt và sau đó ngừng ăn. Nó bị tiêu chảy liên tục cho đến ngày hôm sau. Khi gần cuối cuộc đời, nó cùng niệm danh hiệu Phật với chủ và người ta có thể nghe tiếng niệm yếu ớt Nam Mô A Di Đà Phật từ trong cổ họng của nó. Sau khi vãng sanh, cơ thể nó vẫn mềm mại và lông vẫn sáng giống như đang còn sống. Cư sĩ họ Vương và cả gia đình ông niệm cho nó suốt 12 giờ đồng hồ. Họ mời một vị lão pháp sư từ Ngũ Đài Sơn đến chủ trì lễ hỏa táng. Hơn 100 người cư sĩ nghe biết và đến tham dự. Đó là một buổi lễ trang trọng. Sau khi hỏa thiêu, người ta tìm thấy lưỡi của con két vẫn còn nguyên vẹn và hơn 20 xá lợi trắng như ngọc với những đốm đỏ li ti cùng nhiều chục xá lợi tử. Câu chuyện này cùng với nhiều câu chuyện khác về những con vật trong Phật giáo cho thấy rằng từ sinh vật khôn ngoan nhất đến sinh vật ngu si nhất, tất cả đều có thể được lợi ích từ việc niệm danh hiệu Phật. Câu chuyện này cũng cho thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể trở thành Phật. Nguồn siêu tầm. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Ni So ha.